hỏi tao trước. Rồi tôi hỏi. Bây giờ theo quan điểm của cái người nông dân, thì anh thấy cái hội nghị trung ương 7 hôm rồi anh thấy sao? Có làm thỏa mãn được người dân không? Không. Theo tôi là nông dân thì tôi không phải là cử tri, tôi không phải là tôi đâu có bảo bộ mấy ông đâu, tôi nông dân á. Anh được phép trình bày. Nhưng mà tôi nói gì nè, cái đại hội 7 này là của mấy ông, nhưng mà tôi nghĩ là mấy ông muốn là cán bộ chiến lược. Mà xưa giờ tôi nghe cán bộ nguồn rồi, bây giờ tôi không nghe là cán bộ chiến lược là như thế nào mà tôi không biết. Còn là cái này là cán bộ của mấy ông. Mà tôi thấy hồi xưa giờ cũng là tham nhũng không. Bây giờ từ ông Dũng rồi ông Nông Đức Mạnh tới ông Trọng Lưu này cũng vậy thôi. Bây giờ mà nói bây giờ cán bộ chiến lược là như thế nào, ông phải trả lời mà ông Trọng á, ông Trọng ông thử á, là ông phải nói cán bộ chiến lược như thế nào, ông Trọng Lưu ông trả lời tôi. Già rồi không biết trả lời thôi để cho người khác, đúng không? Chứ nông dân tôi khổ quá trời. Bây giờ quan điểm anh thì anh thích ông Trọng làm bí thư nữa hay không? Không không. Tôi nói bây giờ, tôi nói bây giờ gì? Ông Trọng có làm hoặc là người khác nào cũng vậy, mà cái đảng Cộng sản này mà là độc tài thì không có dân nào chịu nổi mấy ông đâu. Bây giờ theo anh nghĩ thì cái đảng Cộng sản này là không tồn tại nữa. Không tồn tại. Người dân mới là mất hạnh phúc. Nói theo cái từ mà độc lập hạnh phúc tự do là ông phải giải thể. Tôi phép phỏng vấn thêm một anh nông dân nữa. Rồi, anh Nguyễn Tư. Rồi. Anh nói là bây giờ cái hội nghị 7 này sao? Tôi theo dõi cái hội nghị trung ương 7 về vấn đề mà bàn về cán bộ cấp chiến lược á. Thì ngày xưa nông thôn tôi nghe nói là ở đây là nó cán bộ nguồn, mà tôi nó không biết nguồn cái gì mà cái thằng nó vô học mà nó cũng vẫn làm bí thư. Nó vẫn làm bí thư huyện, là huyện Uy Dương, mà nó dở như cất luôn, ai cũng chê hết. Thì bây giờ tôi nghĩ là cái ông Trọng này ông đề ra cái cán bộ cấp chiến lược, chứ ai bầu đâu mà qua lá phiếu nhân dân mới biết là người đó mất tài, chứ còn mấy ông bầu thì sao mà nó biết tài, đủ tầm kẹo là lừa bá lắc. Dạ, yeah, tôi xin cảm ơn. Anh Phái thấy thế nào? Theo tôi đó là hội nghị 7 này này, tôi sẽ thấy những cái ý này. Nếu là chuyện đất đai, bồi thường, cái sau đây mỗi chỗ là đều bồi giá trị đó là không có những cái là khác. Không lấy mà liệu có là những chỗ là đều bồi người ta cũng thích đáng. Nhưng mà có những cái là sao, tại sao cái nhà nước này bồi tiền bồi ấy? Tại sao là ông Trọng là đứng tên cái phí gì đó không hiểu. Nhưng mà cái giá trị bồi thường nông dân mà đời bồi một lô đất á, khi người ta đi mua một lô đất á, thì không có mua được một cái khu để người ta để cho được. Nên từ đó là cái chỗ này là tôi thấy là cái hội nghị 7 này phải giải quyết như thế nào.